Xin chào các bạn, tôi là Bác Thắng Phong Thủy. Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề: vì sao nhà nào cũng vậy, trong 3 năm có 3 năm tốt, 3 năm bình hòa và 3 năm suy bại. Để hôm nay phát cái clip này là qua rất nhiều năm nghiên cứu và kiểm chứng cho thấy rằng theo sự vận hành của chòm sao Bắc Đẩu trong chu kỳ 9 năm, từ sao số 1 tới sao số 9, sau đó nó sẽ quay tiếp chu kỳ 9 năm theo một nguyên tắc bất biến. Chính vì vậy mà có 3 năm tốt, 3 năm trung bình, bình gọi là tỷ hòa, và 3 năm vận khí chung đều xấu cho tất cả các hướng nhà, chỉ không phân biệt là nhà hướng nào cả. Để hiểu được cái vấn đề này thì chúng ta phải biết là hàng năm nó sẽ có một con sao nhập trung cung trong chòm sao Bắc Đẩu, gồm có 9 ngôi sao: sao nhất Bạch Thủy Tinh, sao nhị Hắc Bệnh Phù, sao tam Bích Mộc Tinh, sao tứ Lục Mộc Tinh, sao Ngũ Hoàng Đại Sát, sao Lục Bạch Kim Tinh, sao Thất Xích Kim Tinh và sao Bát Bạch Tổ Tinh, cuối cùng là sao Cửu Tử Hóa Tinh. Thì để muốn biết được là gì, năm nào tốt, năm nào xấu, thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái vận chúng ta xây nhà, cái vận mà chúng ta đang sinh sống trong Tam Nguyên Cửu Vận. 9 vận này gồm có Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Chúng ta đang ở vận cuối cùng là vận 9 trong Hạ Nguyên cuối cùng của Tam Nguyên Cửu Vận 180 năm. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết được là thời vận mà chúng ta đang sinh sống nó thuộc vào vận nào. Qua đó chúng ta sẽ xác định là trong một năm sẽ có một con sao nhập trung cung. Khi con sao nó nhập vào trung cung theo cái vận trình đó, người ta sẽ biết là trong từ vận 1 đến vận 9 thì những ngôi sao nào mà nó xa cái vận đương vận thì đó là những cái sao suy tử. Những sao nào gần với những sao đương vận thì nó là chỉ là sao suy thôi. Trong đó phải xác định là có con sao số 2 và con sao số 5 là con sao rất xấu và con về mọi mặt. Đồng thời là con sao số 3 là cũng là con sao bất lợi. Chúng ta sẽ xét tới là những cái vận gần nhất để mà cho là gãy gọn, cho nó chính xác thì phải luận từ vận 1 cho đến vận 8 hiện nay. Chúng ta không có thời gian mà cái đó để dành cho những người nghiên cứu chuyên sâu và kiểm chứng. Thì tôi là cái người là nghiên cứu. Chính vì vậy mà tôi muốn giải thích cho các bạn cái chủ đề của ngày hôm nay là tại sao 3 năm có 3 năm tốt, 3 năm trung bình và 3 năm bất lợi. Nhà nào cũng sẽ phải gặp phải trong quá trình 9 năm, có lúc thịnh, có lúc suy. Qua đó chúng ta có những cái biện pháp hóa giải và cân bằng. Khi chúng ta là nắm được là thời vận chúng ta đang sống gần nhất đây là vận 7, vận 8. Những cái người lớn tuổi hơn thì nó là ở vận 5, vận 6, vận 7, vận 8. Thì có nghĩa là vận 5, 6, 7, 8 đến nay nó là 80 năm rồi. Mà cái thời điểm mà tôi đang nói đây là chúng ta đang ở vận 8. Cho nên tôi chỉ dẫn chứng cho hai vận là vận 7 và vận 8 và vận tương lai là vận 9. Để nắm được cái vấn đề này, chúng ta biết là vận đó là chúng ta đón sao gì tới hướng nhà và nó hậu quả của nó tốt hay xấu. Thì chúng ta phải nắm được như thế này. Trong cái vận 7 là từ 1984 đến 2003 là vận 7 là hoàn cục. Thì lúc đó sao đương vận nó là sao số 7 và sao sinh ký trong tương lai là sao số 8 và sao số 9. Còn tất cả các cái sao 1, 2, 3, 4, 5 và 6 là nó suy rồi. Trong đó sao số 1 và sao số 6 và sao số 4 là sao Bình, Bình Hòa, và sao Cát trong 3 năm nó là sao số 7 Đương Vận, số 8 và sao số 9 để chúng ta tận dụng nó. Sang đến vận 8, vận 8 từ 2004 tới 2023 thì sao Đương Vận là sao số 8 và sao Sinh Ký trong tương lai nó là sao số 9 và sao số 1. Lúc đó sao Suy là sao số 6, số 7. Sao Cực Xấu là sao số 2, 3, 4 và 5. Từ đó chúng ta sẽ biết nhà chúng ta sẽ đón những cái sao gì. Trong cái vận 8 ấy, thì chỉ còn một năm nữa thôi thì sẽ hết. Tiếp theo sẽ tới vận 9 từ 2024 tới 2043. Lúc đó sao số 9 sẽ là con sao Đương Vận và con sao số 1 là con sao Sinh Khí tương lai. Vì sao con sao số 2 lẽ ra nó cũng là con sao trong tương lai, tuy nhiên nó là con sao số 2 là một trong 3 hung tinh là đem đến ốm đau bệnh tật. Trong cái thời gian hơn 100 năm qua nó chưa phục hồi được về cái năng lượng của nó, sức phục hồi của nó là chưa trọn vẹn, do đó nó vẫn là sao hung, hung hơn là Cát, cho nên hành sự là ít dùng. Chỉ khi nó được 10 năm của vận 9 để chuẩn bị bước sang vận 1 thì lúc đó là vận 1 thì sao số 2 sẽ là sao Sinh Khí. Tương lai nó còn dài 30 năm nữa. Chính vì vậy để trước khi đi vào cái chủ đề mà nhà nào cũng phải có 3 năm thịnh, 3 năm bình hòa và 3 năm suy vận, từ đó chúng ta biết cách để xử lý. Khi chúng ta đã nắm được sao vận và thời điểm chúng ta đang sinh sống. Tôi nhắc lại, vận 7, vận 8 và tương lai là vận 9. Có nghĩa là trong 40 năm nay trở lại đây, thì từ năm 1984 đến bây giờ thì nó là trên dưới 40 năm. Thì ở cái thế hệ mà các bạn xem clip ngày hôm nay đều có thể là chiêm nghiệm. Chúng ta xét đến cái vận 8 là hiện nay. Vận 8 là từ 2004 tới 2023. Thì sao Đương Vận tốt là sao số 8, sao Sinh Khí số 9 và số 1. Khi nó chiếu tới nhà của các bạn hoặc tới các cái phương vị tốt trong nhà các bạn thì chúng ta phải tận dụng tối đa 3 con sao này là để các vật chiêu tài, mở cổng, cửa sổ, đặt máy điều hòa hoặc thậm chí đặt những cái quạt để cho nó thúc cái tài tinh nó lên. Ngược lại, những con sao là suy tử, đặc biệt là con sao số 2, con sao số 3, con sao số 5 là 3 năm đấy là rất rách việc. Còn những con năm tỷ hòa là con sao số 7 và con sao số 4. Lý do và con sao số 6. Con sao số 4 tuy nó là thoái vận nhưng nó là con sao Văn Xương Tinh. Khi nó thoái vận thì cái mức độ hung sát của nó không quá mạnh, nó chỉ nặng về là cái vấn đề về đào hoa mà là đào hoa sát. Đồng thời con sao Lục Bạch Kim Tinh nó cũng là sao Cắt Tinh. Nó phù hợp với những người là kiếm tiền ngoài luồng, kinh tế ngoài luồng, không có phụ thuộc vào đồng lương hoặc là những cái tiền cố định. Nó lợi cho những người làm ăn buôn bán, đặc biệt là những cái làm về bất hợp pháp. Nhưng nó lại rất dễ dính dáng đến quan tòa, đến pháp luật và những cái bất lợi. Sao số 7 nó là sao Suy Khí của trong vận 8 thì nó là bán cát, bán hung. Bởi vậy khi quy luật vận hành của 9 ngôi sao từ sao số 1 đến sao số 9 nó nhập trung cung, sau đó nó sẽ vận hành của nó theo một cái quỹ đạo cố định là sao nhập trung cung chuyển đến Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Nam, Bắc, Tây Nam, Đông và Đông Nam. Sau đó hành trình của các cái con sao năm và các con sao sáng nó cũng được nhập vào trong trung cung. Từ đó người ta có thể biết được, thậm chí biết đến cận giờ, năm, tháng, ngày, giờ khi các cái con sao nhập trung cung nó đáo tới các phương tốt hay xấu. Bởi vậy là chúng ta sẽ lần lượt để xét đoán trong vận 8. Tôi nhắc lại, con sao số 8, số 9, số 1 là ba cái con sao đó, bất kể nó chiếu đến cứng cửa nhà các bạn, hoặc đến các cái vị trí bàn thờ, phòng khách, gian bếp, phòng ngủ, đều là cắt tinh, cầu thang. Ngược lại, khi những con sao truy tử, đặc biệt là con sao số 2, là con sao Bệnh Phù, sao Ngũ Hoàng Đại Sát, sao Tam Bích, Thị Phi và sao số 4, nó chiếu tới đâu thì chỗ đó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như sao xấu, đặc biệt là sao số 5, nó chiếu tới hướng cửa thì vận khí chung của gia đình các bạn năm đó rất xấu. Nó chiếu tới bàn thờ thì ảnh hưởng toàn bộ vấn đề về gia đạo. Nó chiếu tới bếp thì trong năm đó kinh tế, tài chính, thu chi mất cân đối, kế hoạch khó thực hiện, làm những cái việc không có kết quả. Nó chiếu tới phòng ngủ hoặc bàn làm việc thì ở đấy sẽ gây ra những cái ốm đau, bệnh tật. Bởi vậy chúng ta phải hết sức lưu ý khi hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ sao nó chiếu tới. Hôm nay chúng ta chỉ gói gọn trong phạm vi là năm và tháng thôi. Thế tôi nói cái gì nó cũng phải có bằng chứng và nó có dẫn chứng cụ thể, chứ không có trên các cái lý thuyết đọc sách đâu. Ví dụ một năm nào đó sao nhập trung cung nó vận hành tới 8 cái phương hướng của nhà các bạn thì nó cát hay là hung thì chúng ta sẽ xét. Chúng ta sẽ lấy ví dụ một năm nào đó mà có một con sao nó nhập trung cung, nó chiếu tới cái hướng cửa của nhà các bạn là sao nhất Bạch Thủy Tinh, thì tiếp theo năm thứ hai nhà đó sẽ được đón sao Cửu Tử Hóa Tinh là sao hỷ khách, hỷ sự, lâm môn, mọi sự được hanh thông, lợi cho vấn đề về cưới hỏi, sinh con, tăng lương, có nhiều sự kiện vui vẻ, và đặc biệt là đào hoa có lợi cho về vấn đề kết hôn và sinh con, sinh cái. Sau đó một năm thì nó sẽ đáo đến cái phương đó sẽ là con sao số 8 là con sao Tài Tinh, là sao tài lộc, đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận lợi, cơ nghiệp mở mang, có thu nhập cao, mọi sự đều được hanh thông. Tiếp đến năm thứ ba thì cái nhà đó, cái hướng nhà đó sẽ đón sao số 7, thì chúng ta sẽ biết là trong 3 năm đầu tiên là con sao nhất Bạch Thủy Tinh là sao cát, là sao Quyền Tinh, lợi về các vấn đề về quan vận, lợi về vấn đề giao dịch, nó chiếu đến cửa cho các bạn rồi. Năm tiếp theo nó được Cửu Tử Hóa Tinh, nó là sao hỷ khách, và năm thứ ba nó được con sao Bát Bạch Tổ Tinh. Vì vậy cái hướng nhà đó là đương nhiên trong 3 năm liên tiếp đã được nhận những sao cát tinh. Nếu như chúng ta biết tận dụng thì trong 3 năm đó chúng ta sẽ thu được những thành quả tốt nhất. Tiếp theo sẽ có 3 năm là những con sao suy, những cái con sao nó suy khí, nhưng nó là ở bán cát, bán hung, ở mức độ bình hòa, không phát cũng không bị suy quá mức. Là năm thứ tư là con sao Thất Xích Kim Tinh nó tới. So với vận 8 thì Thất Xích Kim Tinh nó cũng là con sao tài, nhưng nó đã bị suy khí, chính vì vậy mà nó sẽ dễ xảy ra những cái về thương vì kim loại, bị mổ xẻ hoặc là bị đặt điều vu khống. Lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp là khắc phục sao số 7. Năm thứ 5 là sao Lục Bạch Kim Tinh nó tới các bạn, thì đó là con sao kiếm tiền ngoài luồng, nhưng cẩn thận về các vấn đề pháp luật và quan trên trông xuống, người ta trông vào, đặc biệt là những cái người mà làm về vấn đề quan chức và những người mà làm những vấn đề phi pháp thì rất cẩn thận. Năm thứ 6 thì là sao Ngũ Hoàng nó chạy chiếu tới, thì đó là rất xấu. Thì tiếp theo đó là con sao số 4. Con sao số 4 nó là bán cát, bán hung, thì cũng xếp vào là cái diện là bình. Bởi vì sao? Con sao số 4 ấy nó là con sao Văn Xương, nhưng ở cái vận 8 này thì nó là toái vận là 80 năm rồi. Chính vì thế mà nó rất dễ gây nên những cái đào hoa sát và những cái ông ăn chả, bà ăn nem, trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên thì yêu sớm và bác sĩ bảo cưới. Chính vì vậy nó cũng xét vào cái không quá mức hung hiểm. Và tiếp theo các bạn, 3 năm tiếp theo là sao số tam bích mộc tinh nó chiếu tới cửa nhà các bạn, đó là năm thị phi điều tiếng tiểu nhân hãm hại, dính dáng đến tòa án, đến pháp luật và dễ bị ngã để gãy xương và các cái bệnh liên quan tới gan, tới mật. Và đặc biệt là đến một cái năm nào đó là năm cuối cùng trong 9 cái năm đó đấy, năm thứ 8 thì nó sẽ là con sao số 2 là con sao bệnh phù nó chiếu tới. Lúc đó thì trong nhà rất dễ phát sinh ra các bệnh ốm đau, bệnh tật. Thậm chí kết hợp 2 năm thì nó dẫn tới những cái tử vong. Do đó mọi sự vận hành của các chòm sao trong một năm nó đều có quy luật 3 năm cát, 3 năm bình bình và 3 năm xấu, như tôi đã dẫn chứng cho các bạn. Để cho những cái người mà đặc biệt có khả năng về lập trạch bàn và phân sao thì người ta có thể tính tới tháng nào là sao nào nó chiếu tới, thậm chí ngày nào là con sao nào nó chiếu tới. Bởi vì đến cái ngày nào mà nó chiếu tới đó đấy, để người ta biết được ngày đó, mặc dù nó là ngày hoàng đạo, nhưng khi mà con sao ngũ hoàng đại sát nó chiếu tới cái phương đó thì thứ nhất là không nên động thổ ở chỗ đó, hai là không nên nhập trạch hay là không nên hành sự mặc dù đó là ngày hoàng đạo. Và là cao hơn nữa, người ta có thể tính được vào các cái giờ như thế nào, bởi vì nó đều có những cái khẩu quyết để ăn sao. Hôm nay chúng ta không bàn luận vào các vấn đề này, mà để chứng minh là ngày hôm nay tôi ra cái clip này nó có cái căn cứ, chính như tránh cái trường hợp nhiều bạn bảo là để là có cái lý thuyết, không phải đâu, bởi vì nó phải có một cái sự nghiên cứu, nó có một cái tổng kết. Và chắc chắn cũng là một cái clip duy nhất, mặc dù rất nhiều người nghiên cứu về huyền không vi tinh, nhưng chắc chắn cũng không có ai chia sẻ cho các bạn vào các cái kiến thức này đâu. Mặc dù nó có đấy, và cũng có những cái trường hợp này này, nó là sách nó đầy ra rồi thì bác cứ lấy cái sách này, hoặc là các ông thầy phong thủy cứ lấy cái sách này để mang lên trên để lòe mọi người. Đấy là những cái suy nghĩ tiêu cực. Hoặc là gì, có những người nói là trong tôi cũng đã phát những cái clip là các cái thế đất bất lợi không nên ở, thì có bạn là trong đó có cái là ngõ cụt là không có tiền, thì có những bạn bảo là ơi ngõ cụt thì là không có tiền là điều tất nhiên, các thầy thì là vẽ chuyện hoặc là sách vở nó đầy ra này. Nhưng mà nói này, sách vở nó đầy đấy, kho sách nó hàng vạn vạn cuốn đấy, nhưng cái quan trọng là cái đầu này, cái thông minh này, cái trí nhớ này, cái truyền đạt này, cái giúp người này, nó mới đem đến cái kết quả. Tránh những cái sáo rỗng, tránh những cái nhận xét. Hoặc là gì, tôi cũng nhắc lại, tôi phát các clip này để dễ, và rất cảm ơn 99% các bạn luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ, và cũng không mời chào và cũng không có yêu quý. 1% là những người mồm chó có ngựa, 1% những người luôn luôn có những cái nhận xét vô bổ, luôn có những cái khích bác, luôn luôn làm những cái việc mà người ta gọi là thất đức. Bởi vì sao? Chúng tôi là những người nhà sáng tạo, giúp cho các bạn ở khắp mọi miền ở đất nước không có điều kiện đọc sách, không có điều kiện mời thầy, qua các cái clip có thể nắm được một phần nào để hóa giải, chứ không phải như 1% là hầu như không ai mong muốn. Những cái người đó là những cái người mà cả đời, xét ra những người không có một cái trình độ nhưng hay lập ngôn, hay có những cái lời xúc xỉn, hay có những cái chọc gậy bánh xe để làm ảnh hưởng cho những cái người khác, thì đa phần người ta như chúng tôi thì không hay chấp nhận. Người ta nói đại nhân dùng đại pháp, tiểu nhân thì dùng tiểu đạo, cho nên cũng không bao giờ khuyến khích 1% những cái người không có chí tiến thủ và không có tính chất xây dựng. Thì cũng bớt các cái mồm đi, mà trong cái thời gian đó chuyển sang đi học các cái khác đi, để mà giúp cho gia đình cho nó tốt lên, và xã hội nó đỡ nhiễu những cái người mà người ta gọi là ăn tục nói phách, nó cũng không hay, để giúp cho thiên hạ nó được bình an. Hôm nay tôi phát cái clip này, hy vọng các bạn cũng tiếp thu được rất tốt. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn 99,9% các bạn là luôn luôn theo dõi, quan tâm theo dõi và làm cho kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ để bước sang một tuần mới gặp nhiều thành công.